À, dạ thưa bác, ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này là hết tuổi thọ là 10 tỷ năm thì trái đất bị dở, vậy mà khi ban bệ trời Tứ Thiên Vương tạo thành một trái đất mới thì cái vị Phật đầu tiên đến cái trái đất đó là từ đâu đến vậy thưa bác? Giờ nguyên tắc thế này, trái đất mà nó bị vỡ thì nó còn 50 năm sau á, thì con người văn minh nó tột đỉnh á. Mà nó phải đến cái tuổi mà cái đời văn minh tột đỉnh thì con người nó mới chế ra được những cái phương tiện nói chuyện lại với cõi cõi âm và cõi trời, cũng như là Phật phân thân tới nói chuyện được. Để chi? Để mà sắp xếp lại cái trái đất mới này. Trái đất cũ nó bị hủy diệt, phải sắp xếp trái đất mới lại. Vì thế nó mới có cái trường hợp này. Phật quay âm dương ra, trái đất mới là một trái đất được hình thành thì phải là 1 triệu ông Phật ra đời để mà dẫn con người ta từ trái đất đi về Phật giới, phải 1 triệu ông. Mà cái đầu tiên giờ đâu có ai đâu, thì quay âm dương này thì trời Tứ Thiên Vương mới mở một cuộc hội nghị, rồi tổng cuộc hội nghị nó gồm có là 33 vị Chúa Trời, 6 ông Phật tịnh độ, 10 vị Phật từ Phật giới phân thân vào, và ở trái đất Thánh Chúa Thần Chủ và Tiên Ông giữ cái thế này để mà quyết định cái này, gọi là tạo thiên lập địa. Nó gọi là tạo thiên là gì? Là tất cả ban bề này là tạo lợi cho cái những cái ban bề của cái trái đất này, nó gọi là tạo thiên lập địa, là trời Thế Dương đã lập lập nước trước đó rồi, thấy không? Gọi là sắp xếp lại thế giới mới này. Thì những cái ông mà được chọn làm Phật Quan Âm Dương á, thì chọn trong là Thánh Chúa hoặc Thần Chủ hoặc Tiên Ông. Nó sắp xếp người nào kêu bằng thông thái nhất thì sẽ được cử làm Phật Quan Âm Dương. Do 10 vị Phật từ Phật giới phân thân giải ông này, cái công thức giải xong rồi dẫn về Phật giới luôn. Đó. Thì gọi là Phật Quan Âm Dương. Để chi? Để khi mà có một vị Phật thứ hai muốn nối tiếp cái dòng Phật ở đây thì ông Phật Quan Âm Dương này mới phân thân vô dẫn đi lên nước trời Đâu Xuất để học học để làm Phật thứ hai, giống như ông Thích Ca chương trình đây. Là cái Phật Quan Âm Dương là chọn trong một trong ba ông Thần Chủ thế giới, rồi Thánh Chúa thế giới, hoặc là Tiên Ông thế giới đó, thì chọn để cho học cái Quan Âm Dương thành vị Phật đầu tiên. Nghĩa là không qua một cái công thức học trên trời kia, mà do 10 vị Phật từ Phật giới phân thân vào để dạy ông này. Rồi, con hỏi tiếp đi.